đây là cái hoodie bình thường, giá tầm 5 lốp. Đây cũng là một cái áo hoodie, nhưng có thêm logo Supreme, giá tầm 13 củ. Viên gạch này vừa xin được của anh thợ xây nhà hàng xóm, anh ấy còn trả lấy tiền. Nhưng một viên gạch cộng mark Supreme vào, giá gần 5 củ. Tại sao đồ nào có cái mark Supreme cũng đắt lòi mắt như này nhở? Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Bò và Gấu. Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử hình thành của Supreme và lý do khiến sản phẩm của thương hiệu này có giá cao một cách bất thường nhé. Người tạo nên thương hiệu Supreme chính là James Jaybeer, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1963 tại New York, Mỹ, trong một gia đình có bố làm không quân Mão, còn mẹ là giáo viên. Đẻ ở Mỹ nhưng năm 1 tuổi thì cả nhà chuyển sang Crawley, phía tây Sussex, nước Anh để sinh sống. Thời còn bé, James là diễn viên nhí trên truyền hình Anh Quốc. Lớn hơn một chút thì làm tại Duracell, một công ty sản xuất pin. Tiền kiếm được từ công việc này giúp ông thỏa mãn niềm đam mê, đó là sở hữu các bộ đồ trông ngầu đét nhưng lại không phải của mấy hãng nổi tiếng. Tới năm 19 tuổi, James trở về New York và làm việc cho Parachute, một cửa hàng thời trang tại khu Soho, Manhattan. Với đam mê về thời trang sẵn có, cộng thêm việc loanh quanh khu này, giới trẻ ăn mặc hip hop các thứ và đặc biệt là dân trượt ván rất đông. James Jaybeer bắt đầu le ve với hội này và thấm nhuần phong cách thời trang đường phố. Vài năm sau, cụ thể là năm 1991, James kết nghĩa huynh đệ với Sean Stacy, người tạo ra thương hiệu ván lướt sóng Stacy. Hai người cùng hợp tác để phát triển Stacy thành một thương hiệu thời trang đường phố, chứ không đơn thuần là bán ván lướt sóng nữa. Stacy trở thành một trong những hãng bán đồ streetwear nổi tiếng thời bấy giờ. James Jaybeer rất tham vọng và muốn Stacy phát triển hơn thế nữa. Nhưng Sean Stacy thì lại muốn an phận. Vì vậy, James tự thành lập một thương hiệu riêng mang tên Supreme vào năm 1994. Cửa hàng lúc này rất nhỏ, chỉ bán ván trượt và quần áo cho hội ván thủ trong xóm. Cùng lúc, James xem được các poster của Barbara Kruger, một nghệ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia có tiếng. Ông như bị thao túng tâm lý và cho ra mắt logo Supreme phía trong một cái khung hình chữ nhật đặc trưng một năm sau đó. Giới trượt ván trong xóm Manhattan mê tít đồ của Supreme. Họ thường tụ tập đàn đúm tại khu này và tạo nên văn hóa đường phố đặc trưng. Tiếng lành đồn ra, hội anh em trượt ván khắp New York bắt đầu mò đến và sử dụng đồ của Supreme. Rất nhiều nghệ sĩ xuất thân từ hội underground này, vì thế mà gu thời trang của họ cũng thấm nhuần phong cách nghệ thuật. Họ dùng đồ Supreme và phối với những trang phục, phụ kiện của hãng khác để tạo nên một bộ diện mạo ngầu đét. Kể từ đây, các kèo hợp tác hay còn gọi là collab giữa Supreme và các thương hiệu thời trang bắt đầu. Có thể kể tới một vài cái tên local brand không hầm hố lắm như Sarcastic, Good Enough hay cùng lắm là A Bad Thing F. Cuốn theo trào lưu phối đồ này, Supreme bắt đầu làm ra các ván trượt có hình monogram đặc trưng của Louis Vuitton nhưng đã bị thương hiệu đình đám này tóm được. Mang cái ván ra đây anh xem cái nào. Đây anh ấy chất không? Tao cấm nhá. Mày bỏ ngay cái trò dán logo của tao vào đồ nhà mày đi. Còn làm lần nữa là tao kiện đấy, nhớ chưa? Một điều đặc biệt khác của Supreme chính là họ rất hiếm khi bán đồ, mà mỗi lần bán thì chỉ nhả ra một số lượng rất hạn chế. Muốn sở hữu được đồ Supreme, bạn sẽ phải làm các bước sau. Bước 1. Đăng ký online. Bạn sẽ phải cạnh tranh với hàng nghìn người muốn mua khác. Tỷ lệ chọi còn khốc liệt hơn cả thi đại học. Nếu may mắn lắm thì bạn sẽ nằm trong danh sách số ít người nhận được tin nhắn được quyền mua đồ Supreme. Bước 2. Đến cửa hàng Supreme và xếp hàng chờ sưng mỏ tầm 3-4 tiếng để mua đúng món đồ mà bạn lựa chọn. Không được mua thêm. Muốn mua đồ Supreme với giá gốc thì cần đăng ký online. Còn muốn đăng ký tài khoản chứng khoán Angelix cũng chỉ cần đăng ký online thôi. Với Angelix, không cần phải đi đâu xa, ngồi nhà cũng mở được tài khoản rồi. Cũng không bắt buộc phải gửi giấy tờ bản cứng lằng nhằng luôn. Lại còn được miễn phí giao dịch trọn đời mà nhận hẳn 200.000 nữa chứ. Link mở tài khoản dưới phần mô tả nhé các bạn. Yêu! Thực ra, giá bán đồ Supreme từ cửa hàng cũng khá là phải chăng. Thế nhưng, số lượng bán ra nhỏ giọt, còn người mua thì cứ phải gọi là nườm nượp. Chính vì sự khan hiếm này mà rất nhiều người săn lùng đồ Supreme. Hàng nghìn thiếu gia không được chọn để xếp hàng, đã sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp hàng chục hay hàng trăm lần để mua lại đồ Supreme. Vậy nên, với những người may mắn đã mua trực tiếp, một số mua để mặc, số còn lại mua với mục đích đầu tư, sau đó găm hàng và bán lại với mức giá trên trời. Những nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có tầm cỡ thế giới cũng tham gia săn lùng và sở hữu đồ Supreme. Có thể kể tới như Drake, Travis Scott hay Justin Bieber các thứ. Số lượng người thèm khát đồ Supreme bùng nổ. Lúc này,
các thương hiệu lớn bắt đầu nhảy vào để làm kèo collab với Supreme. Điển hình như Nike, Jordan, The North Face, Levi's, vân vân. Louis Vuitton lúc này cũng quay đầu để làm kèo hợp tác với Supreme và cho ra mắt một bộ sưu tập cho tuần lễ thời trang Paris Fashion Week vào năm 2017. Không chỉ vậy, Supreme là một thương hiệu rất chảnh. Họ chỉ có hơn 10 cửa hàng trên khắp thế giới. Không bỏ ra một đồng nào cho marketing mà cũng chẳng đi theo con đường phát triển của các thương hiệu nổi tiếng. Supreme đi một mình một đường. Ai yêu thích họ thì chuyển miệng. Ai không ưa Supreme thì họ cũng chả giữ. Chính vì thế, sự tò mò dành cho thương hiệu này ngày một lớn. James Jebbier đã định hình và giữ nguyên thông điệp của Supreme ngay từ khi thành lập. Đó chính là những người trẻ tuổi, thích hip hop và ưa trượt ván, tạo nên phong cách thời trang đường phố mang tên Supreme. Vì vậy mà cứ nhắc tới Supreme là nói về sự ngầu nét. Đặc biệt là cái logo đã tăng thêm giá trị cho những sản phẩm đi kèm. Thực ra, Supreme vẫn bán những sản phẩm đó với mức giá phù hợp. Nhưng những người resale mới đẩy giá trị của Supreme lên gấp bội. Thậm chí, cái thang hay viên gạch có logo Supreme cũng đã có giá hơn đồ bình thường gấp trăm lần. Tất nhiên, cứ khi nào mà một thương hiệu trở nên quá nổi tiếng thì sẽ có một loạt các sản phẩm pha kè ăn theo. Supreme cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, mấy ông làm về sở hữu trí tuệ lại chê, bảo Supreme là một tính từ mang nghĩa là tối cao, có hẳn trong từ điển luôn. Điều này có thể bị hiểu nhầm rằng đồ ở đây có nghĩa là chất lượng cao, chứ không phải do tên là Supreme, dễ gây lú cho người dùng. Vì thế mà một vài bên đã lợi dụng kẽ hở này để tự tạo ra các thương hiệu Supreme pha kè có diện mạo giống đến 99% tại Ý và Trung Quốc. Nhưng cuối cùng thì hầu hết các tập đoàn lớn vẫn biết được đâu là Supreme thật và đâu là hàng pha kè. Vì vậy mà quỹ đầu tư Carlyle Group đã thuyết phục thành công James Jebbier bán lại 50% cổ phần của mình tại Supreme với giá khoảng 500 triệu đô vào năm 2017. 3 năm sau, tập đoàn VF Corporation đã mua lại toàn bộ thương hiệu Supreme với giá 2,1 tỷ đô. VF Corporation cũng là công ty mẹ của một loạt thương hiệu thời trang nổi tiếng như The North Face, Vans hay Timberland, các thứ. James Jebbier vẫn là người quản lý và vận hành thương hiệu Supreme cho tới ngày nay. Từ một người có xuất thân bình thường, James Jebbier đã tạo nên một đế chế thời trang Supreme với khối tài sản khoảng 800 triệu đô la tính đến thời điểm hiện tại. Dù giàu có như thế nhưng James Jebbier lại chả được lên TV lần này vì các comment sau đây chiếm sóng hết rồi. Việt FBZ: nhà mình bán đồng hồ Rolex 20 cái, bạn thích thì mình ship cho mấy cái, có cả đồng hồ mạ vàng 24K, mong được cho lên TV, cho mấy cái đồng hồ Rolex mong được lên TV. Thật không ấy? Hay lại là kèo mõm với bọn tôi? Hay là Rolex chạy cơ 199K hàng pha kè đấy? Lan Phương: dạo này em áp lực học quá bò vào gấu ơi. Lên lớp 8 nó buồn nhiều thứ mà em cũng chả biết là em buồn vì cái gì. Thôi, buồn làm gì? Vui lên. Buồn bây giờ chả giải quyết được cái gì cả, sao mình không chọn cái vui nhở? Vui lên. Ngân Nguyễn: em muốn tâm sự nhẹ với bò và gấu ạ. Em với bạn thân em dần dần không thân nữa ý ạ. Bạn em đi chơi với một nhóm khác bơ em luôn. Giờ em nên rời đi hay tiếp tục tình bạn này ạ? Em có cảm giác không được tôn trọng ý ạ. Em thử nói chuyện rõ ràng với bạn em xem thế nào. Nói xong mà vẫn còn cảm thấy không được tôn trọng ấy thì thôi, kiếm bạn mới. Chị thì chị nghĩ thế này. Trong bất kỳ một quan hệ nào ấy, từ bạn bè hay là tình yêu, mình mà cảm thấy không được tôn trọng thì dừng lại thôi em. Không nên cố chấp làm gì em nhá. Anh Đào: em đang thích một anh khối trên, em có nên tỏ tình không? Mong bò và gấu cho xin ý kiến ạ. Em làm cho anh ý thích em rồi để anh ý tỏ tình trước đây. À, mà khối trên á? Tức là em vẫn đi học à? Thế thì bố mẹ ở nhà còng lưng ra nuôi đi học. Yêu với đương cái gì? Yêu với đương cái gì? Và đó là những comment ấn tượng nhất tuần vừa rồi. Nếu video này mang tới cho các bạn những kiến thức thú vị và giải trí, hãy like và subscribe để bọn mình có động lực làm tiếp nhá. Bye bye!